Những sản phẩm đến từ hãng La Roche-Posay thường rất đa dạng, với mong muốn mang đến cho khách hàng có thật nhiều lựa chọn, vì thế hãng đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm có thể phù hợp với từng loại da. Và kem chống nắng cũng vậy, rất khó để có thể kể hết những dòng kem chống nắng La Roche-Posay, bởi vì toàn hãng có tới trên dưới 30 loại kem chống nắng dành cho cả da mặt và body. Shop giúp bạn trẻ đẹp chỉ nêu 6 loại kem chống nắng da mặt nổi bật của nhà La Roche-Posay đang được giới trẻ săn đón nhiều nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hiện nay, La Roche-Posay có 6 loại kem chống nắng, đáp ứng tốt nhu cầu chống nắng của nhiều loại da và nhiều đối tượng người dùng. Đầu tiên là kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL SPF50+ Fluid Ultra Light, với màng lọc Mesoplex bảo vệ da toàn diện trước tia UV, dinh cung cấp độ ẩm, kiểm soát dầu thừa và silica có khả năng kiềm dầu tốt. Đặc biệt, kem chống nắng hoàn toàn không chứa paraben, không hương liệu nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Tiếp theo là kem chống nắng Anthelios XLSPF 50 cộng tinh tử Fluid Ultra Light. Sản phẩm có thành phần tương tự như kem chống nắng Anthelios XLSPF 50 cộng Fluid Ultra Light. Tuy nhiên, dòng tin tử Fluid có bổ sung thêm titanium dioxide dạng hạt nano giúp chống nắng phổ rộng. Ngoài ra, thành phần cũng chứa silica kiểm dầu, li dưỡng ẩm, do đó phù hợp với mọi loại da. Cùng với Anthelios, kem chống nắng Anthelios XLSPF 50 cộng Bright Touch Gel Cream Antisai cũng đang làm mưa làm gió với thành phần chính từ nguồn nước khoáng Roche-Posay giúp cấp nước, làm dịu da. Đồng thời, silica giúp kiểm dầu, mang lại làn da khô thoáng. Nếu bạn thuộc loại da dầu, da nhạy cảm dễ kích ứng thì nên cân nhắc sử dụng sản phẩm này. Thành phần tương tự với Anthelios XL SPF50+ Dry Touch bên trên thì hãng cho ra mắt em Anthelios XL SPF50+ tin từ Dry Touch. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là dòng tin từ Dry Touch có thêm màu và mùi hương đậm hơn. Loại da phù hợp với sản phẩm là da dầu, da nhạy cảm. Đặc biệt ở hãng này là có kem chống nắng riêng biệt dành cho trẻ em là Kem chống nắng trẻ em La Roche-Posay Anthelios Demopedia Chix SPF50+. Đây là sản phẩm dành cho trẻ em, nên thành phần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối với trẻ. Bảng thành phần cực kỳ dịu nhẹ, không chứa cồn, paraben, dầu khoáng hay hương liệu, cực kỳ an toàn cho trẻ từ 1 tuổi và người có làn da nhạy cảm. Đó là 6 loại kem chống nắng đang phổ biến và được các chị em tin dùng và mua nhiều nhất của hãng La Roche-Posay, nên chị em có thể tham khảo và mua đúng hàng chính hãng nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.